Hôm nay thì mình sẽ so sánh hai cái panel, một cái panel Retouch 9 của anh Trần Việt và một cái panel của mình. Thì đầu tiên thì mình sẽ chạy cái của anh ấy trước. Nếu mà anh em muốn chạy được cái panel này thì anh em chuyển sang cái màu màu tròn mình và anh em khoanh cái vùng mặt của bạn này cho mình nha. Khoanh cái vùng mặt này các bạn, anh em khoanh cho mình làm sao mà nó vừa với khuôn mặt là được nhá. Đấy. Anh em chuyển khoanh như này thôi là ok và anh em chạy ra hoàn hảo cho mình nhá. Như vậy đã chạy được này. Ok. Rồi chạy xong rồi các bạn nhá. Bây giờ mình sẽ update một cái hình nữa. Đó, ok. À, bây giờ mình sẽ xóa cái lớp da hoàn hảo của anh Trần Việt đi và mình sẽ chạy bằng cái làm da cao cấp của mình. Thì cái này anh em không cần phải ấn gì cả. Anh em ấn đồng ý cho mình thôi và anh em sẽ cho cái phần làm da này nó tròn vừa khuôn mặt của bạn này. Đấy, và chúng ta sẽ ấn enter và nó chạy nha các bạn. Mình thì mình thích cái panel của mình hơn. Bởi vì sao? Bởi vì thứ nhất là cái gì mất tiền này nó sẽ cũng vẫn sẽ xịn hơn các bạn nhá. Mất tiền nó sẽ xịn hơn và cái này chạy lâu hơn một chút xíu so với cái kia của anh Trần Việt. Ok các bạn, như vậy là xong nhá. Ok, bây giờ mình sẽ lôi cái tấm hình này xuống này. Cái tấm hình này mình cũng sẽ lôi xuống nhá các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ tắt hai cái panel đi. Đây có một cái này. Ok. Cái này là cái của anh Trần Việt là có da hoàn hảo này, còn cái này là cái học nhiếp ảnh online của mình này. Thì ở đây mình sẽ brush ở đây nha các bạn. Anh em sẽ anh em thử click trượt và coi xem nào. Nó khác nhau không ạ? Thì rõ ràng cái panel của mình nó cho được chi tiết đẹp hơn rất là nhiều luôn. Đây là mình so sánh trực tiếp luôn nha, chứ không phải là không. Một số anh em hôm nọ có một số bạn mà là anh ơi cái panel mà anh chia sẻ free với cái panel mà anh bán thì nó có khác nhau như thế nào ấy. Thì các bạn có thể nhìn thấy là hai cái panel đây nó khác nhau hơn rất là nhiều rồi. Cái này thì các bạn có thể làm ra được rất là chi tiết hơn này, ngon hơn này. Anh em có thể thấy là cái panel bên này làm ra nó không được xịn bằng mà cảm giác nó bị blur, bị sót đi. Còn đây là cái panel này có tính năng làm ra cao cấp, xịn hơn rất là nhiều so với cái panel online nha các bạn. Đấy, chính vì thế cho nên là nếu các bạn nào mà đang muốn sử dụng những cái panel miễn phí ấy, thì chắc chắn là da nó sẽ không được đẹp bằng cái panel mất phí rồi nha các bạn. Đấy là những cái hơn và những cái không hơn nhá. Ok, bây giờ mình sẽ brush vào cái ảnh của mình, cái phần panel của mình đi. Cái panel này panel có phí nha các bạn. Ở đây thì anh em vẫn để cho mình flow khoảng 10% hoặc là 15% nha các bạn. Anh em brush vào cho mình này. Panel này thì làm ra thì siêu ngon rồi, anh em không phải suy nghĩ đâu. Anh em nào mà đang muốn có một cái panel làm ra xịn xịn thì anh em có thể inbox thẳng cho Cường luôn. Cường sẽ hỗ trợ anh em cài đặt luôn và giảm ngay cho anh em 200k. Cái panel này Cường đang bán là 800k và Cường sẽ giảm cho anh em 200k, chỉ còn 600k một panel thôi. Hướng dẫn anh em và hỗ trợ anh em cài đặt đầy đủ, tặng kèm cho anh em một danh sách để chúng ta có thể học được Photoshop nâng cao để làm ra nha các bạn. Cùng kèm theo nữa là tặng thêm cho anh em 2-3 cái preset, tặng cho anh em một bộ preset về làm ra chân dung nha các bạn. Đang nhân dịp mùa dịch này Cường đang sale rất là mạnh đây. Các bạn nào mà đang quan tâm thì anh em nhanh tay đăng ký nhá. Anh em có thể đăng ký cho mình qua số điện thoại 0989236580. Anh em inbox trực tiếp Zalo cho Cường nhá. Cường sẽ hướng dẫn tư vấn cho anh em và cài đặt cho anh em đầy đủ từ A đến Z luôn. Còn cái panel miễn phí thì dĩ nhiên là vẫn có những cái miễn phí cho anh em, nhưng những cái miễn phí thì nó sẽ không được xịn bằng những cái có phí nha các bạn. Ở đây là cái panel của mình và mình sẽ brush sạch sẽ phần cục với anh em coi luôn vào một cái panel mình vừa mới chia sẻ hôm trước cho anh em miễn phí luôn. Rồi ok, bây giờ mình sẽ brush vào cái panel mà mình chia sẻ miễn phí cho anh em nhá. Cái panel này thì mình cảm thấy nó không được, cái hạt nó to hơn so với cái panel của mình đang làm và cái chi tiết nó không được giữ lại nhiều. Nói chung là cũng vẫn đều ngon nhưng mà cái mất tiền nó sẽ xịn hơn một chút nhé anh em. Mất tiền nó sẽ xịn hơn một chút. Đó ok, anh em có thể thấy là panel này cũng không hề là kém ra bao nhiêu. Nhưng mà cái panel này mình chia sẻ miễn phí cho nên là nó vẫn có cái một số cái hạn chế nha các bạn.
Ok các bạn nha. Đây là panel của mình, đây là panel của anh ấy. Thực ra thì nó có một số cái hạn chế như sau, ví dụ như cái phần khóe miệng này, cái panel của mình nó xử lý được tốt hơn so với cái panel của anh ấy. Và thứ hai như những cái hạt nhỏ thì cái panel của mình sao xử lý tốt hơn này, anh em phải thấy luôn. Đó. Đây là hai cái panel mà mình so sánh. Thực ra thì so sánh thì tất cả mọi sự đều khập khiễng, nhưng mà các bạn thắc mắc nhiều quá, mình bảo thôi mình sẽ so sánh cho các bạn xem luôn và cho anh em coi luôn nhá. Còn các cái tính năng thì nó cũng như nhau thôi, một vài cái tính năng ví dụ như làm trắng răng hay là làm môi các thứ thì nó đều giống nhau, nhưng mà cái chủ yếu đây nó là cái panel mà chúng ta làm da cho nó đẹp nữa. Cái quan trọng ở đây chúng ta là cần làm da đẹp, cho nên là cái panel có rất là quan trọng khi chúng ta làm đẹp hay không là do panel của chúng ta nha các bạn. Đấy. Ok, và mình sẽ giữ lại cái panel của mình đi. Panel này thì rõ ràng rõ rệt hơn là nó không có ok bằng rồi. Ok các bạn, bây giờ mình sẽ giảm bớt cái phần flow đi một chút xíu nha các bạn. Opacity này anh em giảm đi, cái này mình để tầm 90% thôi để cho da nó tự nhiên một chút và nó chi tiết các thứ ok. Rồi bây giờ mình sẽ tạo một cái layout khác. Đấy, và anh em dùng thêm cái chữ patch tool cho mình nhá. Anh em quanh cho mình cái phần sợi tóc này đi. Ok các bạn. Đó. Các bạn khoanh đi cho mình là ok nhá. Khoanh luôn. Rồi. Ok con riêng nha các bạn. Rồi ok. Trong cái phần lòng mắt các thứ đây thì nói chung là cái lòng mắt này á, thì trong panel của mình cũng có luôn các bạn nhá. Anh em mà đang quan tâm đến panel thì inbox cho mình qua Zalo 0989236580 nha các bạn. Nói chung là mắt thì các bạn cũng phải vệ sinh sạch cho mình đi. Đó. Mắt thì cũng phải vệ sinh sạch sẽ đi cho mình này. Đó. Ok con dê này. Tiếp tục này. Rồi. Ok nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đi làm trắng răng này. Mình trắng răng bằng cái panel luôn nha các bạn. Anh em thích làm panel hay làm bằng tay nhỉ? Anh em comment phát. Mình sẽ làm cho anh em coi luôn. Ok, nói chung là thật ra thì đến tấm này, chỗ này thì các bạn có thể là thấy là tấm hình toàn là ok rồi, đã ngon rồi đúng không ạ? Mình sẽ thêm một cái phần phần gradient mask cho các bạn. Để chúng ta sẽ phủ thêm một cái tấm hình, nên tấm hình chúng ta có một cái phần vàng vàng nữa. Các bạn nhá, orange này. Tay đi idol. Ok, tay thì tẹo nữa mình làm xong, thì nếu mình chạy mịn, ở đây mình sẽ muốn phủ lên cái một lớp vàng vàng nữa cho da nó cho tấm hình của nó xịn hơn một chút nha các bạn. Thì mình sẽ chọn cái gradient mask và mình sẽ chọn, anh em có thể chọn cho mình cái phần outline đi các bạn. Outline thì các bạn để cho mình tầm 10-15 thôi để cho tấm hình nó xịn hơn một chút nhá. Cái tay này nó bị sót rồi cho nên là chúng ta sẽ không cần phải, mình gần như là mình không có làm tay bởi vì là cái tay nó bị sót quá các bạn nhá. Gần như mình không làm nữa, mình để nguyên.